Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay là mình sẽ làm demo hướng dẫn các bạn up room quốc tế cho con một con Xiaomi sách tay. Cái này là bản cách up room cách 2, gọi là cách 2 nha các bạn. Là cách up room mà dành cho những con không có room quốc tế global mà chỉ có room quốc tế EU. Thì hôm nay là mình lấy cái con Mi 8 SE. Mình sẽ làm demo hướng dẫn các bạn up room quốc tế cho nó nha. Thì đầu tiên thì trước khi mà muốn up room con Xiaomi thì các bạn phải có tài khoản Mi. Sau đó mình tiến hành unlock bootloader. Thì cái máy này mình đã ặt sẵn tài khoản Mi rồi các bạn. Những bước cần thiết để trước khi up room Xiaomi á, thì mình đã làm sẵn rồi. Thì đây là con Mi 8 SE. Rồi bây giờ thì các bạn quay lại màn hình desktop với mình nha. Thì đầu tiên các bạn tiến hành bằng lên trang chủ của Xiaomi. Thì nó có tên là mifilm.net. Các bạn vào Google Chrome các bạn gõ mifilm.net cho mình. Rồi bạn vào trang chủ của mifilm. Sau đó các bạn gõ tên máy, là cái tên thiết bị mà các bạn muốn up ROM á. Thì ở đây mình chọn là con Mi. Thì máy của mình là Mi 8 SE thì mình gõ là Mi 8 SE. Rồi các bạn nhìn đi, hiện tại nó không có ROM global mà nó chỉ có ROM EU thôi, hay còn gọi là ROM quốc tế châu Âu các bạn. Thì các bạn bắt buộc các bạn phải tải ROM EU. Thì cách ROM EU này thì các bạn chạy nó sẽ khác nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem kỹ. Thì ở đây mình sẽ lựa cái bản ROM mà nhiều người tải nhất các bạn. Thì cũng là cái bản mới á, Mi 12 luôn. Rồi mình sẽ tiến hành mình download về. Ở đây nó có rất nhiều phiên bản, thì các bạn chọn những phiên bản nào mà người dùng người ta tải về nhiều nhất á. Thì ở đây mình sẽ tải cái phiên bản mà có người dùng nhiều nhất. Rồi mình tiến hành download về. Các bạn lưu ngoài desktop cho dễ nha. Tại vì rồi sau khi các bạn tải xong ROM á, bây giờ các bạn quay lại các bạn tải cho mình thêm một cái nữa là cái tem Win các bạn, là TWRB á. Thì các bạn chọn cho mình tải về. Thì cũng vậy thôi, bạn chọn cái nào người ta tải nhiều nhất á, rồi bạn tiến hành bạn tải về. Thì đối với những con Xiaomi mà up ROM qua ROM EU các bạn, là up ROM qua Facebook á, thì các bạn phải tải thêm cái TWRB nha. Rồi sau khi các bạn tải về hết rồi á, thì bây giờ các bạn tiến hành mở cái tool Mi Unlock lên. Thì cái tool này là video trước con K20 mình đã chỉ rồi. Thì các bạn cũng lên trang Xiaomi các bạn tải về thôi. Cái tool nó tên là Mi Unlock. Rồi các bạn tiến hành bạn mở lên. Khi bạn mở lên á, nó còn dính cái tài khoản Mi, cái Mi cũ á, thì các bạn xin out ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm lại sign in để mình đăng nhập cái tài khoản Mi trên con Mi 8 SE này vô. Mình sẽ đăng nhập bằng cách mã QR nha các bạn. Đó. Trên màn cái màn hình điện thoại các bạn để ý á, nó trên góc trên phải cùng nó có cái hình chữ nhật đó bạn, hình mã QR, các bạn chỉ cần bấm vào đó xong rồi quét thôi. Rồi các bạn chờ mình xíu để mình quét. Rồi bây giờ mình tiến hành quét xong các bạn. Thì khi các bạn quét xong á, nó sẽ hiện cái ID của bạn trên cái tool. Rồi sau đó bây giờ bạn tiến hành bạn đưa về chế độ fastboot của nó, bạn tắt nguồn đi. Chế độ fastboot hay gọi chế độ chạy của Xiaomi á, các bạn bấm cùng lúc phím nguồn phím giảm âm lượng để nó về chế độ fastboot. Các bạn bấm đến khi nào màn hình nó hiện con robot và chữ fastboot thì các bạn thả ra. Đó, nó hiện như trên màn hình, các bạn thả ra nha. Nó có chữ fastboot là các bạn thả ra. Xong rồi bây giờ các bạn kết nối với cáp. Cáp thì một đầu cắm CPU, một đầu cắm vô điện thoại. Ở đây để mình quay hai video cho các bạn dễ hình dung.
Rồi các bạn bấm unlock nha. Mình quay cái chữ lock nó hơi nhỏ các bạn để ý giùm mình. Để mình đưa cái tool ra cho các bạn vậy. Đó, khi các bạn bấm unlock á thì cái như video trên máy á thì nó sẽ bị boot lại. Còn cái video mình mở rộng á là cho các bạn xem cho nó dễ hiểu. Rồi sau khi máy nó boot lên thì nó đang load logo Mi các bạn. Miu. Thì cái quá trình này các bạn chờ nha, nó boot hơi lâu nha các bạn. Rồi, máy khởi động lên các bạn, hiện tại là Miu 12.5. Miu 12 á. Rồi sau đó các bạn tiến hành tắt nguồn lại, bắt đầu mình up ROM. Các bạn đưa về chế độ đầu đưa về chế độ fast boot lại. Rồi. Sau khi nó hiện fast boot các bạn kết nối lại với cáp. Các bạn quay lên với màn hình đánh tốt cho mình. Thì bây giờ sau khi nó hiện fast boot rồi, các bạn mở cái mini ADB lên. Thì cái mini ADB này các bạn lên Google các bạn tải về thôi. Video trước mình đã chỉ rồi nên video này mình không chỉ nữa nha các bạn. Sau khi các bạn gõ mini ADB lên á thì các bạn tiến hành mặc các bạn nhập code cho mình. Nhập cái câu lệnh á, các bạn nhập là fastboot. Fastboot cut flat recovery. Các bạn để ý nha, fastboot cut flat cut recovery. Xong rồi các bạn mở cái file twrb các bạn nãy tải á, các bạn đưa cái file twrb vô .img á. Rồi sau đó các bạn enter. Khi các bạn enter xong nó chạy nó báo ok á, nó hiện ra dòng tiếp á thì các bạn gõ lệnh tiếp. Rồi bây giờ các bạn gõ tiếp cái dòng lệnh thứ hai cho mình nha. Các bạn gõ là fastboot boot. Rồi các bạn đưa cái tên win vô. Rồi các bạn enter. Khi các bạn enter mà nó thành công á là các bạn cầm con máy các bạn bấm cho mình cùng lúc phím nguồn cái tăng âm lượng để mình vào chế độ TWRB thủ công các bạn. Rồi nó lên logo Mi các bạn thả nút nguồn ra, bạn giữ phím tăng âm lượng cho mình. Các bạn giữ đến khi nào nó hiện TWRB nha các bạn. Tại vì có một số dòng á nó không có tự động vô TWRB được. Rồi như trường hợp này nó tắt nó lên tắt thì các bạn bấm lại cho mình. Nó lên logo Mi thì các bạn thả nút nguồn thôi, các bạn giữ phím tăng âm lượng cho đến khi nó vào được chế độ tim win hay còn gọi là chế độ TWRB. Mỗi dòng nó có cái mẫu cách vô TWRB khác nhau các bạn. Rồi nó hiện rồi các bạn. Rồi nó hiện rồi thì các bạn thả ra thôi. Rồi bây giờ các bạn có tiến hành rút cáp ra các bạn, không cần cáp nữa. Rồi bây giờ là màn hình tim win. Đầu tiên các bạn bấm vào cái ô như trên màn hình mình, các bạn chỉnh tiếng Anh, tại nó tiếng Trung mình không biết đọc nha các bạn. Rồi sau đó các bạn vuốt qua, các bạn bấm vào whip, các bạn bấm format data cho mình. Rồi các bạn bấm chữ Z y dài AS các bạn, xong rồi các bạn bấm dấu tích là đồng ý để mình format hết lại toàn bộ dữ liệu trên máy. Rồi sau khi format xong nó báo set fully là ok nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào hình của nhà, xong rồi các bạn bấm reboot, các bạn bấm recovery để nó máy nó khởi động lại, nó sẽ tự động vào lại chế độ tìm win. Mình quay video đó cho các bạn thấy dễ hiểu. Các bạn thông cảm tại mình quay video nó không được khớp nha các bạn. Mình quay cùng lúc hai cái cho các bạn dễ hình dung á. Rồi sau khi các bạn xong á thì các bạn tiến hành bằng nạp cái file ROM hồi nãy mình tải về á. Cái file ROM đó là cái file zip nha các bạn. Thì các bạn tiến hành bằng đưa cái file ROM nó vào trong bộ nhớ của máy.
Rồi, sau khi các bạn đưa vào trọng xong á, các bạn bấm chữ intro là chữ cài đặt các bạn. Rồi nó sẽ hiện ra cái bản ROM. Cái bản ROM của mình đưa vào. Rồi để mình quay gần lại cho các bạn thấy này, đó. Rồi các bạn bấm chạm vào đó, xong các bạn vuốt qua. Là tức là mình sẽ tiến hành mình cài đặt file ROM qua file zip. Cài full nha các bạn. Thì cái bước này tới đây thì các bạn chờ nha. Các bạn chờ tiến hành cho nó load là xong. Nói chung cài ROM cho Xiaomi á, nó có hai cách các bạn. Một cách là nếu mà ROM local thì các bạn làm giống như con K20 của mình. Còn cái cách còn những dòng còn lại mà ROM quốc tế, mà ROM loại EU á, hay còn gọi là ROM thị trường châu Âu á, thì nó là file zip, thì các bạn phải cài qua Temwin. Là giống như cách làm của con Mi 8 SE mình đang hướng dẫn các bạn nhé. Cho nên là khi các bạn làm, các bạn để ý nha, nó có hai cách đó. Và cái quy trình của nó trước khi up ROM nó là các bạn phải unlock bootloader trước, sau đó unlock thành công, sau đó mới tiến hành up ROM nha. Rồi xong các bạn. Rồi các bạn bấm cho mình whip cat. Whip cat, các bạn vuốt qua. Rồi, sau đó các bạn bấm cho mình reboot system. Thì lúc này các bạn chờ nó khởi động lên nha các bạn, tại ROM là mình cài thì đó là hoàn thành rồi các bạn. Để xem nó lên không. Rồi, bây giờ nó đang lên logo Mi các bạn. Một bản ROM thành công là các bạn phải chờ đợi khi nào nó lên được nha các bạn. Để xem nó có treo không. Bây giờ đã vô Mi rồi các bạn. Vậy là ok rồi đó. Thì cái cách hướng dẫn up ROM Xiaomi qua Temwin nhé, của mình đến đây cũng là hoàn thành rồi các bạn. Thì các bạn cảm thấy nội dung của mình hay thì các bạn cho mình nút đăng ký kênh, nút like và nút chia sẻ video để ủng hộ mình ra những video mới. Thì cách up ROM của Xiaomi chỉ có cái cách mà ROM EU thì nó hơi cực xíu các bạn. Còn lại ROM global thì nó dễ rồi. Thì chốt qua video này, chốt lại là các bạn nhớ cho mình nó có hai cách up ROM. Up ROM qua Mi Flash hay là kiểu cách K20 của mình cũng được, và up ROM qua Temwin là giống như video này. Rồi ok, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.